Hey mọi người, hôm nay là ngày thứ ba có mặt tại Indonesia. Thì sáng hôm nay team của bọn mình sẽ có một chuyến tham quan ở một khu phố cổ của Surabaya. Nó rất giống là nó rất là châu Âu luôn. Và nó rất giống là một trong những ngân hàng ở Việt Nam mình có đó, các bạn nhìn thấy. Không, cái ngân hàng mà gia Việt Nam á, yes. Nhà nước cây ngân sách coi cái gì cái chỗ đó là kho bạc nhà nước á. Tương tự như vậy ha. Bây giờ đi tham quan. Đây là ngân hàng hả? Tiền thân của nó là gì? Tiền thân nó vẫn là ngân hàng. Vẫn là ngân hàng. Được xây bởi người Hà Lan. Ồ. Bên đây là máy in tiền. Máy in tiền. Này máy in sổ sách. Máy in tiền đúng không? Wow, wow, wow. Này là gì? Đúng rồi, để tiền đúng không? Máy in tiền. Này là để tiền, máy đếm tiền. Vậy là hôm nay được đi thăm ngân hàng và triển lãm. Hôm nay có triển lãm nữa. Wow. Đây, đây là mô hình của cái ngân hàng này. Hôm qua không biết sao mình đi quay sao mình để quên cái mic nó nằm ở đâu rồi, không biết luôn. Chắc là hôm nay phải đi ra lại để tìm lại cái mic đã. Không biết nó rớt ở đâu nữa. Hy vọng là nó sẽ rớt ở ngay cái khu vực phía booth của Heavy. Còn không thì chắc là nó sẽ rớt vòng vòng ở khu vực nhà hàng rồi gì rồi. Ủa? Ở đây là gì vậy? Ủa sao họ trưng chuối rồi tổ chim đủ các kiểu vậy? Ồ chim rồi đây là tôm hả? Ủa con tôm đâu? Tôm hình. Đâu nét cái này là cái gì? Hộp chưa từ từ. Cái này là gì đây? Sikula. Nama S này là cái đá. Đây là đá. Ồ chim giả này nè. Còn cái này là gì đây? Đó là gì đó? Không biết. Này là đá ice. Còn cái này là bọc ni lông à. Ồ điện thoại cổ nè. Một số cái mình không biết nó là cái gì các bạn. U, đây là nói về thiên văn vũ trụ đúng không? Này là gì đây? Cái nhẫn gì mà đẹp dữ vậy nè. Bên đây có gì đây? Xử hết mấy ông này trước, tại vì là những ông những cái người mà không phải là bạo loạn, nghĩa là những cái người mà được bổ nhiệm bởi người Hà Lan lên nắm quyền, tức là những người theo Hà Lan thì sẽ bị những cái người thường dân, cái người mà gọi là người ta có chủ nhân tộc á, Indo á, xử hết luôn. Nghĩa là giống như qua nói phụ nữ thì hãm hiếp rồi chặt đầu rồi chém giết rồi bắt hết các thứ. Đây là một số lịch sử về đồng tiền của Indo các bạn ạ. Wow. Đây là nơi mà để tiền đúng không? Để tiền, để những vật phẩm đắt tiền vào đây nè. Đó. Cái nghĩa phẩm đắt tiền để nè. Ồ. Cái sắt này hả? Ờ đúng rồi. Wow. Chứa gì đó quan trọng lắm đấy, bỏ đi. Đúng rồi. Giống mấy bộ phim bên Mỹ nhỉ, này, kiểu cầm quay quay mà ra. Đó. Không biết cái này quay sao nhá. Mình chỉ là cái này quay thì sao? Ý à, nặng thế. Wow. Này có chìa khóa ở đây nè. Chân vịt đấy nhở? Ừ, không. Cái này còn quay nữa nè. Cái này có motor đúng không? Quay thằng nào mà thọc tay vô là được, cụt tay đúng không? À đúng rồi, chuẩn luôn đấy. Em lại cứ tưởng là cái này mở ra. Cái này là mở vậy ấy. Thì cắt điện nói. Đây là tiền của Indo nè. Tiền mẫu. Cướp ngân hàng cướp hộ rồi cái cướp hộ. Wow, cái gì lạ vậy, tiền mẫu à. Bên đây là gì đây? À đây là mấy cái tiền xu quá à. Wow.
quá trời quá đất. Này các bạn nhìn cánh cửa của nó nè. U chà, cánh cửa sắt. Hơi bị dày luôn mọi người. Để coi nặng không. U chà, nặng dữ vậy. U. Nặng vãi. U cái bản lề của nó. Ủa cái này băng thiệt hả? Này thiệt hả anh? Dạ hả? Cái video cuối anh xem thôi, hôm này không an toàn đâu. Đồ này ướt dày hả? Ok. Rồi, ra người ta la con cá. Đâu, ai la chửi đâu. Được, rút ra được không? Rút thử đi. Rút thử xong bỏ vào lại. Rồi, ghê. Rút được. À, rút được. Ơi ơi đi rồi hả? Anh tính lấy vàng về nhà xài ấy mà. Ủa? À, ảo thế. À, mình hiểu rồi. Cái này là cái cách để mà chống trộm. Cái cách chống trộm. Đi một vòng mới biết rằng là đây là cái cách chống trộm, là chỉ cần có một người gác ở đây thôi. Nhìn là để xem coi là xung bốn góc luôn. À. À, nhưng mà bây giờ em nhìn vào đây là em thấy mọi người bên kia luôn đúng không? Đó đó đó. Mọi người kìa, thấy luôn kìa. Đây, thấy được anh này đứng bên đây luôn nè. Em đứng quay lại này, em thấy anh nè. Vậy chỉ cần một người đứng đây là canh được hai học lộn luôn rồi anh. À, hay quá. Đỉnh rồi. Đây là phố Trung Hoa, là người Trung Hoa thôi. Đúng rồi, người Hoa sống. Đa số bây giờ thì có người Indo nhưng mà đa số là người Hoa. À. Nó giống như Chinatown này nọ hả? Đúng rồi, là Chinatown đó. À, Chinatown. Nè các bạn nhìn ha, giống như là Chinatown thì cái kết cấu nhà nó vẫn là như vậy ha. Có cái ban công phía trên một cái doi chút xíu để phần phía dưới người ta buôn bán. À. Cái sân của người ta đây người ta buôn bán ha, cửa vẫn sát được chút xíu. Và người Hoa thì người ta dùng cửa lùa để chi, để tiết kiệm được diện tích để mà họ dàn cái hàng này để họ để trước cửa nhà họ bán. À. Đây là phó tổng thống ha. Dạ. Nhưng mà hai người này là người Hồi giáo. Người Hồi giáo. Cái ông bên tay phải hát ta đó, không biết tên của ông là Mohammed hát ta. Wow. Em có để ý không? Ai nói ra là Mohammed. Là Mohammed đó. Đâu? Cái họ của người theo Hồi giáo là Mohammed ha. Đó thì người ta xây cái đời cái này để tưởng niệm những cái người mà gọi là đã có công với lại cách mạng dân tộc của nước Indonesia. Xem mình được đi ăn nhà hàng ở nhà hàng Trung Quốc. Chắc là sẽ rất là ngon đây. Wow. Chắc là sẽ toàn đồ chung thôi nên là sẽ phù hợp với lại là khẩu vị của mình. Wow, lại là phòng VIP nữa. VIP. Phòng VIP. Chưa gì vô là thấy món món xả xào đồ gì rồi đó. Bây giờ thì bọn mình có đồ ăn rồi. Đi mấy cái nhà hàng lúc nào cũng sẽ có những cái xoay như thế này. Không muốn cho bạn nào ăn thì mình cứ xoay đồ ăn về trước mặt mình ha. Đấy. Hoặc là mình gắn motor vô mình xoay ha, xoay vòng vậy đó, khỏi gấp được luôn. Ở cái này là đậu ve xào, quá hấp dẫn. Giống ngon không? Ngon mọi người, ngon không? Ngon. Hôm nay thì là ngày thứ hai của FIFA World Series. Bắt đầu là có rất là nhiều khán giả rồi đó, quá đông đúc rồi. Rồi thì mình sẽ vào bên trong. Ở bên ngoài mấy cái booth thì họ đang chơi những trò chơi ở bên ngoài. Còn bên trong thì rải ghế ra rất là nhiều. Đấy, ta-da. Quá trời luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái booth của Heavy. Và đây là cái khu mà để livestream nè, rồi với lại là bàn của bình luận viên.
xem đi trời, sao toàn xem điện thoại không vậy? Chưa có bắn các bạn ơi, chưa có không? Cái này mới chỉ là đang test máy thôi. À hả. Ok. Đây là đang bạn chiến thuật. Đó, cho tem đủ các kiểu. Thật ra không được bắn thôi. Cổ vũ đi em. Yeah, cố lên, cố lên. Ủa, cổ vũ cho ai vậy? Đâu? Đâu chạy theo. Lên tới rồi, chạy theo. Đây đây đây, cố lên nha Nhân. Yeah. Cố lên nha em. Bắn cố lên. Ủa tên ai vậy? Ủa không có tên. No name. No name. Ồ. Oh. Heavy no name. Heavy no name. Các bạn nhớ nha, nhớ tên Heavy no name nha. Khá là đông luôn. À, có hai khán giả ở đây nữa hả? Wow. Gãy hả? Gãy rồi. Trời ơi. Buồn không? Không buồn. Không buồn. Bình thường. Ờ, có màn hình bự nữa nè. Bắt người nhanh quá. Đây nhưng mà giao tranh với mình cũng lâu lắm lắm á. Đây là cái chỗ ngồi mà ta phải nói là ngồi xem đã mắt nhất. Như xem phim chiếu rạp vậy các bạn ạ. Đây có heavy camera. Đâm rồi. Chạy lắm rồi. Ủa sao màn hình chớp vậy? Cùng điểm mạnh hơn, cùng tốc độ à? Giật đi đến từ vị trí của team Heavy. Ây da, bắn đấm gì à? Ây da, bắn à? Thiệt bắn vậy bắn chi trời? Bắn vậy cũng đi bắn nữa. Ừ. Còn hên thôi, không Heavy hên thôi chứ. Hên thôi. Không rồi. Hên, cái này hên thôi chứ. Bắn được gì đâu mà. Ôi, Heavy hên kìa. Ăn được một mạng rồi. Tụi nó giao tranh với nhau nhiều lắm á nha. Mình tính ra mình đang kiểu một mình một cõi luôn á. Ôi. Anh Phai còn có anh Phai rồi, đừng để anh Phai gạt nha anh này ơi. Gạt gì? Ôi trời, Heavy kìa. Ê nhưng mà đó, hôm nay Heavy bình thường. Tự nhiên vô. Từ từ mà ăn vào gọi với mấy em. Anh nói Heavy kém lắm, kém ở chỗ đó mà. Gà bà cố. Gà bà cố thiệt á. Rồi đẩy mình trước rồi kìa. Rồi bị hai team kẹp rồi. Bán team nào cũng vậy anh ơi. Nó chọn mình lên đây. The chosen one. Heavy. Hay. Hay quá em ơi. Hay quá em ơi. Trời ơi anh gà quá. Trời ơi Han ơi sao gục rồi kìa. Trời ơi Han là Han. Han. Trời ơi. Làm vậy mấy thằng BTA nó được bao nhiêu rồi. Gà mà. Nó gà mà. Bắn đứa đi. Thua rồi bắn qua kia nữa con. Sao phạt. Rồi thì đêm nay lại được ăn nhà hàng mới. Wow. Nhà hàng này coi bộ khá đông các bạn ạ. Nên là mình thấy rằng là nhiều người đứng chờ lắm. It's okay. Mình bạn của mình được ưu tiên đi vào là đi vào thôi. Đẹp quá vậy. Hả? Đâu? Đang bàn chuyện công việc đó. À đang bàn chuyện công việc ở đầu kia hả? À, mày chết. Ồ đây có quà nữa nè. Mình ăn xong là được lấy quà về đúng không? Tí nữa review đồ ăn sau nha mọi người. Chưa gì thấy con bé nó giành chỗ trước rồi kìa. Đây và đồ ăn đây mọi người. Đây là tôm chiên bột. Đây là su hào. Su cái gì mà su cái này là gì ta? Su lơ. Con cải xanh hả? Đây là sườn, còn đây là mì. Đây là gà. Còn bên kia là súp. Đó. Rồi. Múc bạc.